người phán quyết vì đời tư, vì bỏ rơi, vì trực lòng. Nói thế là thiệt thòi cho chúng con về cơ hội phát triển, về nghề nghiệp làm ăn và nhiều thiệt thòi cả. Nhưng mà chỉ có như thế để bảo vệ được công việc nhỏ thôi. Khi cho mọi người cảm được tinh thần khôn ngoan, bình tĩnh, ôn hòa để tôi lên, để lên tiếng đủ mức, đủ lúc để rồi bảo vệ công việc và bảo thân làm cho dân tuổi xã sản. Khi cho những người có trách nhiệm cần gắn lãnh vực, những người thành công, những nhà cao,